Tôi, Đinh Mạnh Phong, tôi đến từ Quảng Ngãi, đại diện cho MMA Sài Gòn. Thách thức tất cả các võ sĩ có thể hại của tôi. Nấm. Tôi, Cặp Ba Thuân, tôi đến từ Gia Lai. Tôi đại diện cho câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club. Đến với giải đấu này, tôi quyết tâm trở thành thần võ Việt Nam. Tôi là Hà Thế Anh, tôi tới từ Thái Bình. Tôi đại diện cho câu lạc bộ Raptor MMA. Tôi là người giữ đai vô địch 69kg tại EFL. Tôi sẵn sàng bán máu để trở thành thần võ. Tôi tên là Lê Minh Hoàng, đến từ Đắk Lắk. Tôi đại diện cho câu lạc bộ Tăng Club. Tôi đến đây để thách thức một đối thủ hạng cân bán hổ. Hãy chờ xem ai mới thực sự là thần võ Việt Nam. Tôi là Lê Thành Trung, đến từ Bình Định, máy bào của Tăng Club. Tôi sẵn sàng bào tất cả các võ sĩ khác lại thần võ Việt Nam. Mình là Lô Đức Mạnh, mình đến từ câu lạc bộ No One More Group. Lần này mình đến với giải GMA, thách thức tất cả các thủ để giành chiếc tay vô địch thần võ. Xin chào mọi người, tôi là Mùi Trọng Vinh, tới từ câu lạc bộ Number One Muay Club. Đến với giải đấu GMA lần này với mục tiêu thi đấu cống hiến hết mình và giành danh hiệu cao quý nhất của thần võ GMA. Number One Muay Club quyết thắng. Tôi là Nguyễn Minh Phúc, đến từ Bến Tre, đại diện cho võ lường Liên Phong, đến đây tranh tài cùng hạng cân 68. Tôi đến đây để chứng minh ai mới thực sự là thần võ. Tôi là Phạm Ngọc Cảnh, đại diện cho võ lường Liên Phong, đến với giải đấu lần này với quyết tâm giành chiếc đai vô địch. Tôi sẽ hại cùng võ đối thủ. Tôi là Rơ Mạch Trưng, tôi đến từ Gia Lai. Hiện tại tôi đang tập luyện tại câu lạc bộ No One More Club. Đến với GMA lần này, tôi quyết tâm công việc hết mình để đạt được vị trí cao nhất, đó là ngôi vị thần võ. Tôi là Trần Trọng Kim, đến từ câu lạc bộ BFC Phú Quốc, sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện tôi là nhà vô địch hạng cân 60kg giải EFL. Tôi được đặt cách vào chung kết giải đấu thần võ Việt Nam. Tôi đến với giải đấu thần võ Việt Nam bởi vì thích thi đấu và thích giải đấu. GMA. Tôi là Nguyễn Tiến Long, tôi đến từ Thái Bình, đại diện cho câu lạc bộ Raptor MMA. Đến với giải đấu lần này, tôi sẽ quyết tâm hạ gục mọi đối thủ đối đầu với tôi. Tôi, Trần Minh Nhật, tôi đến từ Trà Vinh, tôi đại diện cho võ đường Liên Phong. Tôi quyết tâm giành lấy chiếc đai vô địch của thần võ Việt Nam. Mình là Bùi Trường Sinh, đến từ võ đường Liên Phong. Hiện mình đang giữ đai vô địch hạng 57kg của DFL. Mình được đặt cách vào trận chung kết của GMA và mình sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào đến giành đai với mình. Tôi là Nguyễn Văn Thạch, đến từ võ đường Liên Phong. Hiện đang là nhà vô địch hạng cân 55kg của một giải DFL và đã được đặt cách vào trận chung kết tranh đài của một giải GMA. Nếu bạn muốn một trận tranh hùng rực lửa, The Captain tự tin sẽ không làm bạn thất vọng. Tôi và GMA đang đợi bạn. Xin chào, tôi là Nguyễn Vũ Phương Hoài, đến từ võ đường Liên Phong. Hiện đang là nhà vô địch hạng 64kg của giải DFL và được đặt cách bước vào trận chung kết của GMA. Tôi luôn sẵn sàng cho những trận thư hùng của mình. Đổ máu là chuyện thường tình, nhưng vinh quang mới chính là thứ tôi tìm kiếm. Tôi sẽ đợi các bạn ở trận chung kết của giải thần võ Việt Nam. Tôi tên là Bùi Toàn, đến từ Ninh Bình, đại diện cho câu lạc bộ Hà Đông Fighter Union. Đến với giải thần võ 2024, tôi quyết tâm trở thành người chiến thắng, đánh bại người mạnh nhất. Luật thi đấu trong MMA. Công đồ đánh bắt đầu. Stop. Không được nắm tóc.
Dừng. Không được móc miệng. Phi thể thao GMA cho out.